欢迎大家来到我们今天的课堂。现在各位，请问各位来为点中秀请而把歌来看下连对 Higaro Academy。今天我们学第八课苹果一斤多少钱。Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài số 8 với chủ đề là một cân táo bao nhiêu tiền. Nếu như đã sẵn sàng thì sau đây cô và các bạn sẽ đến với phần văn hóa học tập 4T. Ở Higaro chúng ta có văn hóa học tập 4T giúp cho các bạn học nghiêm túc hơn và đạt hiệu quả cao hơn. Văn hóa đầu tiên chúng ta có là thời gian, có nghĩa là thời gian. Chúng ta sẽ luôn sẵn sàng trước buổi học khoảng 5 phút để các bạn không bị muộn giờ và khi vào học là chúng ta đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi. Thứ hai đó là chuyên xin, có nghĩa là tập trung. Tập trung tức là chúng ta sẽ làm từng việc một và khi chúng ta học thì chúng ta chỉ tập trung vào việc học mà thôi. Văn hóa thứ ba đó là hù xiang. Ở phần này chúng ta sẽ tương tác với nhau, các bạn sẽ chat và nói chuyện tiếng Trung đúng hiệu lệnh. Ngoài ra chúng ta sẽ phải xác nhận và phản hồi các thông tin trong nhóm. Thứ tư đó là sử xiến, có nghĩa là thực hành. Mỗi ngày thì cô giáo sẽ giao cho các bạn các bài thực hành và các bạn sẽ phải làm các bài tập đó vui, đúng, đủ và đều mỗi ngày. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần nội dung chính của bài ngày hôm nay bao gồm từ vựng, hội thoại và ngữ pháp. Phần đầu tiên chúng ta sẽ đến với từ vựng. Từ đầu tiên trong bài ngày hôm nay chúng ta học từ mua sắm và trong tiếng Trung nó được gọi là mãi. Mãi. Đây là một động từ mà nghĩa là mua. Ở đây chúng ta thấy có bộ ất và bộ thấu, có nghĩa là cái đầu. Ở đây chúng ta có thể nhớ chữ này theo cách là đi mua sắm thì phải đội mũ trên đầu. Và cô giáo có ví dụ: 你要买什么?你要买什么? Có nghĩa là bạn muốn mua gì. Ở đây chúng ta thấy từ mãi đứng trước từ 什么 và mãi đang là động từ mà nghĩa là mua. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy có rất nhiều hoa quả đúng không nào? Vậy thì hoa quả trong tiếng Trung được gọi là 水果. 水果 là một danh từ mà nghĩa là hoa quả và cô giáo có ví dụ: 水果很好吃. Ở đây có hai thanh ba đứng cạnh nhau cho nên chúng ta sẽ áp dụng quy tắc hai thanh ba. Và chúng ta có 好吃 là một tính từ mà nghĩa là ngon, cô giáo đã hướng dẫn từ buổi trước. Hoặc 我买水果, có nghĩa là tôi mua hoa quả. Chúng ta nhìn thấy đây là quả táo và trong tiếng Trung nó được gọi là 苹果. 苹果 là danh từ mà nghĩa là quả táo. Cô giáo có ví dụ: 我要买苹果. Có nghĩa là tôi muốn mua táo. Tiếp theo chúng ta thấy có quýt và trong tiếng Trung nó được gọi là 橘子. Chúng ta lưu ý chữ U. Ở đây chúng ta nhìn thấy nó là viết là chữ U, nhưng tuy nhiên âm U này sẽ được đọc là U. U tức là chữ U mà có hai dấu chấm bên trên á. Khi chữ U mà có hai chấm bên trên đứng sau các âm chi, chi, si và âm y dài thì khi đó sẽ được bỏ đi dấu hai chấm. Do vậy ở đây chúng ta nhìn thấy là chữ U nhưng tuy nhiên lại được đọc là U. Do vậy phải đọc là 橘子. Cô giáo có ví dụ: 橘子很好吃. Sau đây cô giáo bổ sung cho các bạn một số những từ vựng về hoa quả như sau. Đầu tiên chúng ta thấy dưa hấu được gọi là 西瓜. 西瓜. Quả đào chúng ta gọi là 桃子. 桃子. Chuối chúng ta gọi là 香蕉. 香蕉. Dâu tây chúng ta gọi là 草莓. 草莓. Quả cam chúng ta gọi là 橙子. 橙子. Quả sầu riêng chúng ta gọi là 榴莲. 榴莲. Sau đây chúng ta cùng đến với từ vựng tiếp theo, đó là từ chin. Chin là lượng từ mà nghĩa là cân. Và cô giáo có đơn vị đo lường y chin thì sẽ bằng 0,5kg của Việt Nam. Tức là họ gọi là y chin của Trung Quốc nhưng tuy nhiên dịch ra tiếng Việt thì chỉ là 0,5kg mà thôi. Và chúng ta có một cân được gọi là cung chin. Nếu như tiếng Trung gọi là cung chin thì sẽ bằng với 1kg trong tiếng Việt. Vậy thì ta thấy
1 kg sẽ bằng 2 kg. Tức là 1 kg thì sẽ bằng 2 cân. Do vậy 2 cân của Trung Quốc cũng chỉ bằng 1 cân của tiếng Việt mà thôi. Do vậy khi đo lường thì chúng ta nên lưu ý điều này nhé. Cô giáo có ví dụ: 4斤苹果. 4斤苹果 có nghĩa là 4 cân táo. Tuy nhiên họ sử dụng từ chin và phần này thì chỉ bằng 0,5 kg của Việt Nam mà thôi. Do vậy nó sẽ bằng với 2 kg苹果, tức là bằng 2 cân trong tiếng Việt. Tiếp theo cô giáo có từ quẩy. Quẩy là một tính từ mà nghĩa là đắt. Và ngược nghĩa của từ quẩy, cô giáo có từ piani. Piani có nghĩa là rẻ. Ví dụ: suối của quẩy bú quẩy. Suối của quẩy bú quẩy có nghĩa là trái cây có đắt không. Chúy zi hẳn quẩy. Píng của bú thai quẩy có nghĩa là quýt rất đắt, còn táo thì không đắt lắm. Cô giáo có trợ từ ngữ khí lơ. Lơ là một trợ từ chúng ta có công thức thai cộng tính từ cộng lơ, diễn tả là cái gì đó quá hoặc là lắm. Ví dụ thai quay là, cô giáo đã thêm tính từ quay vào và câu này có nghĩa là đắt quá rồi. Tương tự như vậy các bạn cũng có thể lấy ví dụ với các tính từ khác. Ví dụ thai khó là có nghĩa là tốt quá rồi, hoặc là thai nán là có nghĩa là khó quá rồi. Tiếp theo cô giáo có trợ từ ngữ khí pa. Pa là một trợ từ ngữ khí và pa được đứng cuối câu. Ví dụ mải y chim phiếng của bà. Mải y chim phiếng của bà có nghĩa là mua 1 cân táo đi. Từ pa được đặt ở cuối câu để tạo ra một câu mệnh lệnh hoặc cầu khiến. Trong tiếng Việt chúng ta có thể dịch là đi hoặc là nhé. Ví dụ như câu này cô giáo có thể dịch là mua 1 cân táo đi hoặc là mua 1 cân táo nhé. Tiếp theo chúng ta có từ tua sọ. Tua sọ là một đại từ nghi vấn mang nghĩa là bao nhiêu. Trong đó từ tua mang nghĩa là nhiều, còn sọ mang nghĩa là ít. Cô giáo có ví dụ: chúy zi yi jin tua sọ qian. Chúy zi yi jin tua sọ qian có nghĩa là quýt bao nhiêu tiền 1 cân. Ở đây chúng ta thấy qian là danh từ đang đứng sau từ tua sọ, và đó cũng là cách sử dụng của từ tua sọ. Tiếp theo cô giáo có từ khoai. Khoai là lượng từ của tiền tệ mà nghĩa là đồng. Cô giáo có câu 1斤苹果10块钱. 1斤苹果10块钱. Ở đây chúng ta có từ 1斤 là 1 cân, tuy nhiên chỉ tương đương với 0,5 kg của Việt Nam. Do vậy chúng ta có thể dịch là 0,5 kg táo thì mang giá là 10 tệ. Ở đây chúng ta có 10块钱 có nghĩa là 10 tệ. Tương tự như vậy chúng ta có từ yuan. Đây là từ yuan được dùng trong văn viết, cũng tương đương với từ khoai. Tuy nhiên khoai thì được dùng trong văn nói nhiều hơn. Cô giáo có từ chảo. Chảo cũng là lượng từ mang nghĩa là hào. Và chúng ta có 1 khoai thì tương đương với cả là 10 chảo. 1 khoai thì bằng 10 chảo. Ngoài ra cũng có thể được gọi là máu. Cô giáo có ví dụ: 4块6毛. 4块6毛 có nghĩa là 4 tệ và 6 hào. Tiếp theo cô giáo có từ khái. Khái là một phó từ mang nghĩa là còn hoặc là vẫn còn. Ví dụ: 你还要买什么? 你还要买什么? Có nghĩa là bạn còn muốn mua gì nữa. Trong trường hợp này từ khái đã đứng trước động từ. Khái giàu còn muốn. Cô giáo có từ bía tọ. Bía tọ là phó từ mang nghĩa là khác hoặc cái khác. Cô giáo có ví dụ: 你还要买别的吗? 你还要买别的吗? Có nghĩa là bạn muốn mua gì khác không? Tiếp theo cô giáo có từ mày. Là động từ mà nghĩa là bán. Ví dụ: 你卖什么? 你卖什么? Có nghĩa là bạn bán cái gì? 我妈妈卖水果. 我妈妈卖水果 có nghĩa là mẹ tôi bán hoa quả.
Cô giáo có từ dần mơ. Dần mơ có nghĩa là đại từ mang nghĩa là thế nào. Ví dụ, chú zi zần mơ mai. Chú zi zần mơ mai. Ở đây chúng ta có cụm zần mơ mai có nghĩa là bán thế nào. Cả câu có nghĩa là quýt bán thế nào. Tiếp tục, cô giáo có từ liáng. Liáng, liáng là số từ và mang nghĩa là hai. Ví dụ, liáng công chim phiếng quả. Liáng công chim phiếng quả có nghĩa là 2kg táo. Bình thường chúng ta có số 2, chúng ta thường đọc là er. Và hôm nay chúng ta lại học thêm chữ liáng. Vậy thì hai chữ này khác nhau như thế nào? Chữ er thì thường dùng trong khi chúng ta muốn nhắc đến số thứ tự. Ví dụ, er hao có nghĩa là ngày mùng 2. Thế còn liáng thiên thì khi này khi chúng ta dùng từ liáng thì chúng ta sẽ nhắc tới số lượng nhiều hơn. Và liáng thiên có nghĩa là 2 ngày. Đây là sự khác biệt giữa er và liáng. Chúng ta có từ ý cùng. Ý cùng. Ý cùng mang nghĩa là tổng cộng. Cô giáo có ví dụ. Ý cùng tuo sảo chén. Ý cùng tuo sảo chén có nghĩa là tổng cộng bao nhiêu tiền. Chúng ta có từ cẩy. Cẩy là một động từ mang nghĩa là đưa cho hoặc là cho. Ví dụ, tha cấy wo qian. Tha cấy wo qian có nghĩa là anh ấy đưa tiền cho tôi. Cuối cùng, cô giáo có từ trảo. Trảo là một động từ mang nghĩa là trả lại trong trường hợp trả lại tiền thừa hoặc là tìm. Trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học nghĩa trả lại tiền thừa. Cô giáo có ví dụ. Ý cùng 12块钱, tổng cộng 12 tệ. Nì gấy wǒ 20块钱, wǒ zhǎo nì 8块钱. Bạn đưa cho tôi 20 tệ, tôi trả lại bạn 8 tệ. Vậy thì trong trường hợp chúng ta muốn nói trả lại tiền thừa cho ai đó, chúng ta sẽ sử dụng từ trảo. Trước khi bước sang phần hội thoại thì cô và các bạn hãy cùng khởi động bằng một bài hát giúp chúng ta khuấy động tinh thần và học tập hiệu quả hơn nhé. Wǒ bèn kài shǔ bà. 北京欢迎你，为你开天辟地，流动中的美丽充满着朝气。 khiến cho tinh thần của chúng ta sẵn sàng hơn và đã muốn chinh phục tiếng Trung hơn chưa nào? Nếu như đã sẵn sàng thì ngay sau đây cô và các bạn sẽ đến với phần tiếp theo, đó là phần hội thoại. Ở phần hội thoại chúng ta học bài khóa với chủ đề 苹果一斤多少钱. Sau đây cô sẽ bật file ghi âm và các bạn hãy chỉ theo những chữ mà trong file ghi âm đọc để chúng ta học cách nhận diện mặt chữ nhé. 我们开始吧. 第八课. 苹果一斤多少钱? 你买什么? 我买水果。苹果一斤多少钱? 三块。三块？太贵了。2.5块吧。你要几斤? 我买5斤。还要别的吗? 橘子怎么卖? 2块。 要2斤，一共多少钱？ 一共16.5块，你给16块吧。给你钱。这是50，找您34块。 Sau khi nghe xong bài khóa thì cô và các bạn chúng ta sẽ cùng thực hành nhé. Cô giáo sẽ là nhân vật nói trước và các bạn sẽ nói sau. 我们开始吧。你买什么？ 三块，你要几斤？还要别的吗？2块，一共16.5块，你给16块吧。
这是五十，找您三十四块。Các bạn hãy luyện tập bài này nhiều hơn và hãy dịch sang tiếng Việt để hiểu rõ nội dung của bài hơn nhé. Sau đây cô và các bạn sẽ cùng bước qua phần số 3, đó là câu trọng điểm. Ở phần câu trọng điểm, phần đầu tiên chúng ta sẽ học về đơn vị tiền tệ của Trung Quốc. Và cô giáo có bảng sau. Trong đơn vị tiền tệ của Trung Quốc thì sẽ được chia ra là văn nói và văn viết. Với nghĩa là đồng hoặc tệ, chúng ta có từ yuan hoặc là kuai. Yuan được sử dụng trong văn viết, còn kuai được sử dụng trong văn nói. Chảo và máo thì có nghĩa là hào. Phân thì cả trong văn viết hay văn nói đều được gọi là phân. Và các đơn vị đồng hoặc là tệ sẽ hơn đơn vị hào 10 đơn vị, sẽ gấp 10 lần. Vậy nên cô giáo có công thức là y yuan thì bằng 10 chảo và sẽ bằng 100 phân. Mỗi một đơn vị sẽ hơn kém nhau 10 lần. Cô giáo có ví dụ sau. San khoai ba máo. San khoai ba máo có nghĩa là 3 tệ 8 hào. Thì ở đây chúng ta có đơn vị lớn đứng trước và đơn vị nhỏ đứng sau. Tệ sẽ đứng trước và hào sẽ đứng sau. Chúng ta cũng có thể nói là san khoai ủ. Trong trường hợp này chúng ta có thể không cần nói chữ máo đứng đằng sau cũng được. Người ta vẫn hiểu là 3 đồng rưỡi hoặc là 3 đồng 5 hào. Phần số 2 chúng ta học về câu hỏi về giá tiền. Cô giáo có công thức đầu tiên đó là tên sự vật cộng số lượng cộng lượng từ cộng tua sỏ chén. Cô giáo có ví dụ. 苹果一斤多少钱? 苹果 là tên sự vật mà nghĩa là quả táo. Y là số lượng, là số 1. Chín là lượng từ mà nghĩa là cân. Câu này có nghĩa là táo 1 cân thì bao nhiêu tiền. Hoặc chúng ta cũng có thể hỏi bằng cách số 2, đó là số lượng hoặc trụ nạ cộng lượng từ cộng tên sự vật cộng với tua sỏ chén. Ví dụ 一斤苹果多少钱? Y là số lượng, là số 1. Chín là lượng từ mà nghĩa là cân. Phiến của là tên sự vật. Câu này có nghĩa là 1kg táo thì bao nhiêu tiền. Y chín ở đây chỉ bằng 0,5kg của Việt Nam mà thôi. Phần số 3 chúng ta có cách sử dụng của từ chẩn mơ. Chẩn mơ đầu tiên sẽ dùng trong trường hợp chúng ta hỏi về phương thức và sẽ được dịch là như thế nào. Cô giáo có kết cấu chẩn mơ cộng động từ. Chúng ta cũng có thể thêm trợ từ ngữ khí nơ ở cuối. Ví dụ, 这个汉字怎么发音呢? 这个汉字怎么发音呢? Chúng ta có fa in ở đây đang là động từ mà nghĩa là phát âm. Vậy thì 怎么发音 có nghĩa là phát âm như thế nào? Ví dụ, 这种水果怎么卖? Chúng ta có động từ ở đây là mày, mà nghĩa là bán. Vậy thì chẩn mơ mày có nghĩa là bán thế nào. Phần số 4 chúng ta có công thức của câu chữ cẩy như sau. Chữ cẩy là động từ mà nghĩa là đưa cho. Và chúng ta có công thức A cẩy B cộng với danh từ sẽ mang nghĩa là A đưa cho B cái gì đó. Ví dụ, Tha cẩy của trơ xia sủy của. Tha cẩy của ở đây chúng ta có danh từ là 这些水果 mà nghĩa là chỗ hoa quả này. Câu này có nghĩa là anh ấy đưa cho tôi chỗ hoa quả này. Mama gấy của 2块钱. Mama gấy của 2块钱. Mẹ đưa cho tôi 2 tệ. Phần số 5 chúng ta có trợ từ ngữ khí 3. Trợ từ ngữ khí 3 được đặt cuối câu trần thuật, biểu thị sự thỉnh cầu, mệnh lệnh, thương lượng hoặc đề nghị. Chúng ta sẽ thường dịch là nhé hoặc là đi. Ví dụ, cấy của chiến bạ. Cấy của chiến bạ. Đưa tiền cho tôi nhé hoặc đưa tiền cho tôi đi. Ý cùng 52块钱. Ní cấy 50块 bạ. Tổng cộng 52 tệ, bạn đưa cho tôi 50 tệ nhé. Vậy trong những trường hợp này, khi chúng ta thêm trợ từ ngữ khí pa vào cuối câu, chúng ta sẽ tạo cho câu có một ngữ khí mang nghĩa là thỉnh cầu hoặc mệnh lệnh gì đó. Chúng ta có thể dịch là nhé hoặc là đi. Vậy thì khi chúng ta muốn đề nghị hoặc thương lượng hoặc ra mệnh lệnh với ai đó, chúng ta nên đặt trợ từ ngữ khí pa vào cuối câu. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay thì cô giáo có phần chua ye, tức là bài tập về nhà. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống. Đây là bài tập trắc nghiệm gồm có 5 câu. Các bạn về nhà hãy làm phần bài tập này và cô giáo sẽ chữa ở phần đầu tiên của bài số 9. Các bạn hãy cùng đón xem bài số 9 để xem đáp án của bài hôm nay là gì nhé.
Trước khi kết thúc buổi học, thì cô giáo muốn nhắc các bạn về nội dung của bài số 9 như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ chữa phần bài tập của bài ngày hôm nay. Sau đó, chúng ta sẽ học từ vựng, hội thoại, ngữ pháp. Vậy là buổi học ngày hôm nay đã kết thúc tại đây. Nếu như chúng ta có bất kỳ thắc mắc gì về bài học này thì hãy comment xuống dưới để cô giáo giúp các bạn giải đáp nhé. Còn nếu như chúng ta thấy buổi học này hay và thú vị thì hãy ấn like, subscribe và đặc biệt là bật thông báo cho kênh của cô để không bỏ lỡ những buổi học hay và thú vị tiếp theo nhé. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các bạn. 同学们再见.